Hello, xin chào anh em thợ máy trên toàn quốc. Đây, tất cả nhờ tất cả những cái tay của anh em chia sẻ mặt lên ạ. Đêm nay Tuấn sẽ review cho anh em một điệp khúc trên con xe bị hụp ga. Xin chào toàn thể anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Tối nay Tuấn sẽ live cái livestream này, ngày sáng mai sẽ ra sân bay và tiến hành bay tới sân bay Nội Bài. Chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau tại Hà Nội. Và đặc biệt chiều mai anh em nào rảnh thì tất cả chúng ta sum họp tại Hoàng Cầu nhá, Hoàng Cầu Hà Nội nhá anh em. Anh em chia sẻ, bổ cho quả sẻ đi ạ. Chia sẻ lên những cái nhóm, những cái trang hội sửa xe cộng đồng mạng, anh em chia sẻ. Đêm nay Tuấn sẽ hướng dẫn anh em một cái ban này, sau này gặp để chúng ta phòng ngừa. Và đêm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cặp Motocan và Motobox 2.0 luôn. Và sau cái buổi live này trên tay thì Tuấn còn một cặp, anh em nào chốt nhanh có một cái giá ok play cho cả nhà. Và cặp máy này ngày mai Tuấn sẽ đồng thời mang ra Hà Nội luôn. Đây, một con Motobox 2.0, một con máy Motocan 7.0. Tí nữa mình sẽ đặt trên bàn và sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng luôn những chức năng của nó. 20 mấy người xem là chúng ta demo 50 người đúng không ạ? Rồi, anh đèn đây đang bị chói. Rồi, Tuấn xin phép được quay cam qua đây ạ. Xin chào anh trai Nguyễn Hải Minh. Tuấn xin phép chào tất cả anh em ạ. Rồi, chỉ cần anh em, chúng ta chỉ cần chia sẻ lên hội nhóm thôi. Và tất cả anh em hãy tập trung, và anh em nào chưa tham gia khóa học thì chúng ta tham gia khóa học vào ngày 29 tháng 3 tới đây tại thôn 11 xã Trực Thuận, Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Chúng ta gặp nhau vào sáng 29. 28 Tuấn có mặt và chuẩn bị đồ đạc mở ra để ngày 29 đón chào toàn thể anh em thợ máy. Và tất cả Tuấn sẽ tặng cho một anh em một cái áo để chúng ta mặc lên người, chúng ta chụp một kiểu ảnh, chúng ta làm bộ ảnh, và đồng thời chúng ta đi rửa ra để làm một cái kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà. 6 người nữa đi ạ. Ok, 3 người nữa đi ạ. Thì anh em hãy ủng hộ tinh thần để ngày mai Tuấn lên đường cho nó gặp nhiều cái sự may mắn. Trưa mai có mặt tại sân bay Nội Bài. Anh em cho hỏi Hà Nội có lạnh không ạ? Và Tuấn cảm ơn một anh trai lớn ở Hà Nội trưa mai đón Tuấn tại sân bay. Cảm ơn anh trai nhiều. Và có một anh trai ở Hà Nội thì bảo chú em mấy giờ bay, cho anh xin một cái lịch để anh ra đón chú. Cảm ơn người anh trai. Hên quá, ngày mai lại không bắt Grab. Được không ạ? Rồi, bây giờ vào con xe như thế này này. Thì nó đơn giản thôi, không có gì cả. Chiếc áo. Ok, anh Nguyễn Hải Minh, bữa nào em sẽ tặng anh cái áo
Hà Nội thời tiết ok, thằng của em nó bảo ngoài đấy nghe hai mấy độ hơi bị lạnh thì phải ăn Minh Vương ông Minh. Anh Minh. Rồi sửa xe Tín Hoàng xin chào người em trai. Chào bạn Hà Nội về tối hơi lạnh. Rồi cảm ơn để Tuấn mang áo gió. Rồi lịch trình hai cái áo này, tí nữa khoác về nhà và đồng thời giặt và sấy luôn để ngày mai khoác ra sân bay. Sáu mươi bốn người xem thì càng đông càng tốt, càng chia sẻ càng nhiều, thì hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn anh em hết về con xe này luôn và sử dụng motor cam và motor bốc. Có rất nhiều anh em tay nghề còn yếu khi tất cả những con xe full xăng điện tử, khi chất cái lỗi ở trên đồng hồ tốc lô số 7, số 8, số 9, số 1, lỗi 12 là lỗi kim full, hoặc lỗi 52 của CKB. Có rất nhiều anh em vẫn đang bị hạn hẹp về cái vấn đề kiến thức về FI. Thì hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn, nếu anh em nào chưa hiểu thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta xem và chúng ta làm theo sẽ rất ok. Rồi cảm ơn cả nhà. Và Tuấn sẽ có mặt ở Hà Nội trong đêm 27. Tất cả rất mong những anh em nào tập hợp để chúng ta làm ít cái ban bận, chia sẻ cả nhà luôn. Rồi chúng ta tập trung vào cái quán nào chúng ta anh em mình giao lưu, chúng ta làm cốc bia. Hà Nội không vội được đâu. Thì hy vọng mình không có giỏi, nhưng vấn đề về xe phun xăng điện tử ở đây, lỗi ban bận, mong rằng chỉ hết bài cho toàn thể anh em thợ máy. Ở Nam Định là ngày 29 tháng 3 chúng ta gặp nhau nha cả nhà. Rồi bây giờ không để anh em chờ lâu, tí nữa chúng ta giao lưu tiếp. Quay lại con xe. Thì chúng ta gặp nhau ở Hà Nội, Tuấn sẽ dùng một cặp này và motor bốc và motor scan và motor tap. Motor scan tap sẽ gặp nhau Hà Nội và Tuấn sẽ hướng dẫn anh em chia sẻ hết khả năng công dụng của con bốc đơn lập này. Và đợt này sợi dây ra rất nhiều cho anh em để tỏa sáng thêm cái bộ này nữa. Dây rất nhiều. Để xem những dòng xe phun xăng điện tử khó như thế nào và dễ như thế nào. Hẹn anh em buổi giao lưu vào chiều 27 là chiều mai tại Hà Nội. Và tối chúng ta sẽ vào một cái nhà hàng quán ăn nào chúng ta giao lưu thêm một chút xíu về cốc bia. Rồi hôm nay có một người anh em hỏi Tuấn, anh Tuấn ơi, khi một con xe xuất cái lỗi số 9 kiểm tra làm sao cho dễ, em thấy khó khăn quá anh ơi. Tuấn sẽ mô phỏng cho anh em một cái lỗi đơn giản khi chất cái lỗi số 9. Cái này cảm biến IAT là cảm biến nhiệt độ khí nạp, gọi là cảm biến gió, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tương xứng với nhiệt độ môi trường, hiểu như vậy là ok. Trên này anh em đơn giản, nó chỉ có hai sợi dây, nhưng chúng ta làm thợ luôn luôn quay cái mẫu cài này lên trên, nhìn vào đối diện mặt. Thì ở đây nó có hai sợi dây, anh em xem rõ không ạ? Tuấn sẽ bật lát. Nó là gì? Là một dây săn sọc cam, nó sẽ tượng trưng cho mắt chung để nuôi cho những con cảm biến. Một dây còn lại, xám sọc chân biển, nó là dây tín hiệu. Tín hiệu này nó sẽ quy đổi ra giá trị điện áp gửi về IC, thì anh em cứ yên tâm. Chúng ta chỉ cần giả lập cho nó một cái điện áp.
300, 500, 700, 1V, 2V cho tới 3V tương xứng là ok. Bây giờ Tuấn sẽ cho anh em xem cái lỗi. Bất kỳ một con xe nào chất lỗi thì anh em hãy làm theo cho Điền Tuấn, bởi vì tất cả nó đều quy ra giá trị điện áp IAT, TBS, cảm biến nhiệt, cảm biến O2, cảm biến MOP, rất tất cả quy ra giá trị điện áp. Và đặc biệt cảm biến góc nghiêng 5V. Anh em đếm lỗi dùm ạ. Được không ạ? 1 nháy, 2 nháy, 3 nháy, 4 nháy, 5 nháy, 6 nháy, 7 nháy, 8 nháy, 9 nháy. 9 nháy thì nhiều anh em cũng không đọc được cái này, thì chúng ta tra cái bảng mã lỗi. Bởi vì rất dễ, đây là một cái căn bản. Một cái căn bản anh em thợ là phải biết. 9 nháy nhá. Rồi, Tuấn nhắc lại thêm một lần nữa. Cảm biến IAT, cảm biến MAB, cảm biến TB, cảm biến nhiệt, cảm biến oxy, cảm biến góc 5V. Chúng ta giả lập tất cả bằng giá trị điện áp. Đó, tất cả bằng giá trị điện áp. Chứ không nghĩ rằng con này là IAT giả lập khác, con này là ECT, hoặc là TBS, hoặc là O2, hoặc là nhiệt độ động cơ, hoặc là cảm biến góc nghiêng. Tùy theo chúng ta giả lập cái mức điện áp tương xứng với con IC. Rồi, khi chất cái lỗi số 9 thì anh em Tuấn đang làm cái mô phỏng như thế này. Anh em nhẹ nhàng rút cho Tiền Tuấn cái rác ra, dùng cái đồng hồ ở trạng thái đo thông mặt như sau. Nó là mát chung được IC, nhưng cho phép anh em đo thông ra sườn nhá, bởi vì trên xe còn cái rác IC như thế này. Đó. Bởi vì trên xe còn con IC thế này thì anh em có thể có quyền chúng ta đo thông ra mắt sườn cho nó nhanh. Anh em cứ làm theo Tuấn đi, không chết đâu mà sợ. Trước khi đo, kiểm tra cái đồng hồ của mình coi nó có thông mặt hay không. Anh em nghe tiếng kêu tít tít là được. Rồi, chúng ta đo vào mắt sườn luôn. Chứng tỏ ở đây sợi mắt chung nuôi cho cảm biến tốt. Thì tất cả cảm biến đều như nhau. Tuấn chỉ mô phỏng cho anh em một con cảm biến thì anh em hãy làm theo tất cả sau. Nếu những anh em nào trên tay có bộ giả lập của Tuấn rồi, anh em chỉ cần giả lập cho nó một cái mức điện áp nửa vôn, 1V, 2V, 3V gì đấy. À, thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái bộ giả lập nhỏ này thôi, không cần phải bộ lớn cho lắm. Nhiều anh em đang sử dụng bộ nhỏ, bộ lớn thì cực phê. Nguồn và mát, đặc biệt nguồn và mát là ở trên xe nuôi cho bộ cảm biến. Dây đỏ chúng ta sẽ giả lập, chúng ta sẽ đưa ra một cái điện áp 0, 1, 2V gì đấy. Rồi, chúng ta cắm vào ngay cái dây tín hiệu xám sọc sân biển, bởi vì dây mát chung chúng ta đo thông rồi. Xong, nhẹ nhàng một cái, chúng ta nhìn lên đồng hồ táp lô,
và đồng thời bật công tắc máy. Nếu đồng hồ còn chất cái lỗ số 9 nữa thì ở đây còn hai nguyên nhân cuối cùng. Một là đứt dây, hai là chết mạch IC. Ok. Nó chỉ có là 3 bước: một cảm biến, hai đứt dây, ba chết mạch IC. Thì bây giờ chúng ta đã giả lập thành công thì chứng tỏ chết cảm biến. Nếu giả lập không thành công thì lúc này anh em chỉ cần đo thông mạch từ cái rắc con cảm biến IAT về tới con IC là xong. Được không ạ? Đó, chúng ta chỉ cần giả lập đơn giản như vậy. Và đồng thời chúng ta đo thông mạch. Nếu đo thông mạch thông thủy thì chứng tỏ con IC này chết mạch. Nếu đo không thông thì nó đang bị đứt dây. Anh em dò, anh em nối lại. Ok không? Có ok không ạ? Nó rất bình thường như vậy thôi, không có cái gì cả. Đó, tất cả anh em hãy làm quy ra tất cả những con cảm biến nhá, giả lập nó một cái điện áp là xong. Có nhiều anh em ở đây, nhiều anh em vẫn chưa làm được, hôm nay Tuấn chia sẻ luôn. Rồi, chúng ta sẽ tắt. Thì đương nhiên chúng ta rút ra và đồng thời nó sẽ lại chất cái lỗi. Đấy. Ok. Thì chia sẻ anh em thêm một cái nữa. Ví dụ một ngày ở đấy con xe bật khóa điện này lên, khách hàng bảo mới đổ 50.000 xăng nhưng kim vẫn ở chữ E, thì anh em phải kiểm tra rất lâu, mở nhựa, mở đồ ra, đúng không? Không biết là áp hư áp không, hoặc là anh em chập hai sợi dây lại. Thì anh em lấy cái bộ giả lập này ra, giả lập cho chuyên nghiệp báo xăng, rút ra. Và hướng dẫn cho anh em luôn bốn sợi dây ở trên này, nó đơn giản như sau. Chúng ta lại nhìn vào đối diện mặt cái vỗ cài quay lên trên. Vỗ cài phải quay lên trên nha. Thì quan trọng là đôi tay anh em làm nó quen thì đương nhiên nó sẽ ok thôi. Bên trên nhìn đối diện vào. Hai sợi dây bên trái nó sẽ là gì? Báo xăng. Hai sợi dây bên phải tượng trưng là gì? Nguồn 12V và IC dập mát cho motor bơm. Motor bơm này là 12V, anh em có thể kích bình ắc quy ở ngoài vào cũng được. Chứ nhiều anh em ở cứ tưởng là thế nọ thế kia nha. Cái này là 12V. Kích 12V ở bình ắc quy vào motor bơm là tốt. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái rác này. Có dễ hiểu không ạ? Đợt này ra Nam Định Tuấn sẽ làm hết bài cho anh em trên CFI. Nếu bao anh em cam đoan từ CFS3 làm chìa khóa piezo, khóa smart key, động cơ và FI và hệ thống gì ạ? Khóa thông minh smart key không phê, hoàn tiền tới 100%. Được không? Đây đang là cái livestream thôi. Thì đương nhiên bên phải này nó sẽ là gì? Nó sẽ là bơm xăng. Trái báo xăng. Xăng sọc đen là mát, dây còn lại là dây vàng sọc hoặc là vàng là dây tín hiệu sạc. Tiếp tục. Nhỏ có vỏ nhé. Ok. Rồi. Vàng. Và nhiều anh em nữa. Có nhiều anh em ở đây này. Ở đây cái chân số 1 nó bỏ, nhiều anh em phải chọn vào số 1. Thì anh em nhìn ở đây số 1 nó có sai. Chúng ta xài rắc thứ 2, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta lộn lỗ. Lỗ lộ. Xin chào toàn thể anh em nhá. Em không thể nào đọc được comment, anh em chia sẻ. Sẽ làm chậm lại cho cả nhà. Rồi, dây 1 vàng. Xong được chưa? Màu vàng tượng trưng cho cái bullin màu vàng luôn. Nhiều anh em lộn lỗ. Anh em nhìn vào đây ạ. Tôi sẽ xoay này.
Như vậy thì chúng ta có thể ghi gì ạ? Nhớ, chúng ta có thể ghim chưa ăn hoặc đồng thời đứt dây, bởi vì chúng ta ghim chưa ăn. Nhớ cái bộ trên này chỉ cho anh em luôn, nếu mà thành công ấy là cái bóng đèn led này nó sáng luôn này. Đó, đây là chúng ta ghim chưa ăn này, cháu này đang bị to. Chắc này nó đang bị lớn nha anh em, tôi sẽ lấy cái rác khác. Rồi, sẽ lấy cái jack khác. Anh em nhìn vào đây ạ. Ok không ạ? Đó, chúng ta sẽ nhìn đây. Thì vấn đề còn lại anh em chỉ cần báo gì ạ? Báo khách hàng, xe của chị chết, chết báo xăng. Thế anh em hãy tháo ra thay cái báo xăng ở trong này là xong, bởi vì tất cả dây và đồng hồ tốt lên tới mực ép. Rồi, cảm ơn anh em. Đó, nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Chúc toàn thể anh em thành công. Tiếp tục, bây giờ con xe gặp tình trạng như thế nào? Chúng ta tiếp tục chia sẻ lên ạ. Con xe Evo, con xe này. Bây giờ giả lập cho anh em cái kiểm tra mất lửa cao áp, chúng ta chỉ cần giả lập tín hiệu CKB là tín hiệu kích, tín hiệu đầu vào IC. Rồi, chúng ta nhìn vào ở buji ạ. Đây, mong rằng tất cả sẽ gặp anh em vào ngày 29 tháng 3 dương lịch tại Nam Định. Rồi, ok. Rồi, không có điện cao áp. Rồi, chúng ta sẽ rút CKB này ra, tắt khóa điện đi trước khi thao tác. Rồi, sạc sọc vàng, hai sợi dây ở đây là một dây dương kích và mát kích, và đồng thời ba dây vàng là ba dây ba pha. Làm demo cho anh em cái nhẹ nhẹ xem sao. Thank you.
Anh em thấy ok không ạ? Đó, đánh lửa không ạ? Nó che lại, sợ nó giật. Ok không? Cả nhà nghe thấy tiếng đánh lửa không ạ? Đánh lửa không anh em? Rồi, nổ gan ti đấy ạ. Ok. Thấy không? Do đây nó sáng quá. Ok, ngắt lửa thấy không? Anh em nhìn thấy ạ. Thì vấn đề còn lại anh em chỉ cần kiểm tra cho thì toán CKB và đồng thời đo sợi dây từ cái rác này. Về CKB có đứt ngầm không? Không có, chết CKB nhá. Hà Nội vào chiều mai Tuấn sẽ hướng dẫn anh em dùng máy Motoscan Tab, Motoscan 7.0 và Motobox 2.0 và bộ bốc đơn lập. Con này tụt hơi, ok. Đó, đúng rồi, đánh lửa phải có kim phun. Rồi, ok không? Rồi, chúng ta tắt on off. Anh em nào cần comment bộ xịn sò nhá, comment đặt hàng mới có. Rồi, tôi xin phép cho xe này nổ và vận tần con xe này như thế nào, chúng ta chuẩn bị kế tiếp. Anh em đừng có rời khỏi màn hình, cái ban này gọi là ban hay, khi gặp chúng ta biết cách để xử lý như sau. Đấy, không nổ rồi đấy ạ. Hết nổ rồi ạ. Ồ, nổ, khó nổ à. Đó. Anh em nhìn thấy không ạ? Rồi. Chết máy đúng không? Rồi, hello, thức thì thầm, để tiếp. Sao cả nhà chia sẻ cái ban này mặn lên à? Tuấn đang được like trực tiếp đấy à? Ồ, thần trưởng, Nam Định gặp nhau nhá. Ok, bị thôi khí. Nó nổ cái tần 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 đấy à. Nó như kiểu nổ xe đam đấy à. Tần 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 đấy à.
Ok. Rồi, Mobin. Bao nhiêu người anh em chốt cái ba này, chúng ta gợi ý đi ạ, để thì Tuấn sẽ hướng dẫn luôn cho cả nhà khi mà gặp cái tình trạng này ạ. Rồi, anh Minh Hiếu, anh Bảo, Mobin, cảm ơn anh đã gợi ý Mobin. Mobin Buzi hả? Anh Tuấn tiếp tục. Chúng ta đặt comment ạ. Cảm ơn cả nhà. Cái này là chia sẻ hết bài luôn để cho tay nghề chúng ta càng ngày một đi lên thôi. Tất cả cái này chia sẻ là hoàn toàn là play, là miễn phí, free, không mất tiền. Rất mong anh em vào trong này chia sẻ comment những cái cảm thấy hay nhất, không chửi thề, không văng tục. Cảm ơn. Chia sẻ. Rồi, xin chào Tuấn An. Chế độ cao. Ok. Chế độ cao hả? Ở đây không biết cài chế độ cao anh em. Rồi, cam cò, Mobin. Ok. Thôi thì cái clip này muốn chia sẻ cho anh em ngắn gọn. Tuấn tí nữa về nhà sẽ xếp đồ và đồng thời sáng mai đi sớm ra sân bay, thì không để anh em phải chờ lâu trong cái clip video lần này nữa. Thì chúng ta hãy comment góp ý để xem cái ban bận này bị gì. Thiếu mát. Rồi, chào ăn lâu quá, mở tour luôn đi ăn. Xin chào anh Lưu Mạnh Hùng. Rồi, chúng ta để vô, Tuấn sẽ đưa cam cao lên, xăng vào nước. Có thể người anh em Tấn Dũng này bảo xăng vào nước, có thể. Rồi, Tuấn sẽ chia sẻ cái ban này luôn. Đầu tiên, nếu anh em chúng ta gặp một cái ban này, nếu thật sự một con xe vào còn zin đét, chúng ta hỏi và tư vấn khách hàng còn zin đét. Ở đây có hai bước để chúng ta: một là xe còn zin, hai là con xe này qua một người thợ nào xử lý rồi. Nếu qua một người thợ nào xử lý rồi thì anh em phải có máy để sử dụng. Còn nếu một con xe zin thì đúng, anh em thợ mình phải kiểm tra là gì, buji, mobile sườn và đặc biệt là cái xăng. Cái xăng mà vừa rồi anh gì mới nói là cái này xăng lâu quá cũng bị ok. Thank you, đúng. Cái xăng là cái quan trọng, có rất nhiều anh em thợ bị cái xăng ở vấn đề trên con xe. Nên chúng ta không ngửi được cái mùi xăng, hoặc đồng thời chúng ta hút cái xăng ấy ra để chúng ta tưới nhẹ vào một cái góc nào ở đất để xem cái xe, cái xăng đấy nó có bị bay nhanh hay là bay chậm hay không. Huân Đào Huy xóa lỗi cài đặt không bao giờ hết. Cái ban này thì chẳng có con xe nào gặp cái ban này mà anh em xóa lỗi cài đặt lại là hết cả, không bao giờ. Tình trạng một con xe mà ở kéo ga bị hụp mà bị đờn và lên ga nó bị sừng như thế này thì không có cách nào anh em xóa lỗi được hết. Đó, thì anh em hãy loại trừ cho thì Tuấn buji, mobin sườn, và chúng ta phải nghe ở cái bô nó thoát hơi ra xăng nó như thế nào, thì cái này chúng ta phải cảm nhận bằng cái lỗ mũi, bằng cái chuyên môn của anh em thợ, đúng không ạ? Nhưng xăng rồi, xăng mobin hoặc đồng thời áp bơm có vấn đề thì chúng ta hãy kiểm tra dùng đồng hồ, thì cái này loại trừ ra trong vòng khoảng 10 phút để chúng ta loại trừ những cái ban này có thành công hay không. Đó là con xe zin sẽ thành công. Còn nếu một con xe ở thời buổi hiện tại, châu buộc thì ghét châu ăn, cuộc sống này thợ chơi nhau là chuyện bình thường, thợ ghét nhau, đấm đá nhau, ghen ăn tức ở, bát cơm người này đầy, bát cơm người này vơi, người ta làm chuyện này là rất bình thường. Hoặc một con xe mang vào ở trạng thái hụp ga, người ta can thiệp thế này, gặp người thợ mình yếu, khách hàng mang vào lại không nổ, hay áp bơm là ok, kim full ok rồi, nhưng lăn như thế này thì sao? Rất nhiều vấn đề. Thì anh em phải lưu ý, gặp ở ban bận này Tuấn chỉ có chia sẻ ngắn thôi, không được nói sâu ở vấn đề này được, rất mong anh em thông cảm. Thì bây giờ anh em phải có máy như thế này, anh em quay lại.
Rồi, cái này thì được một anh em thợ khác, người ta sẽ can thiệp sâu vào trong con IC là ECM này. Trừ khi anh em thay một con mới nó mới hết. Được không ạ? Thì chúng ta không có IC thì làm sao chúng ta biết? Thì chúng ta hãy lưu ý kiểm tra xăng. Rồi, buji bơm xăng nhá. Ok. Rồi, mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối với Motobox và Motoscan. Đêm nay nhanh anh em là chốt luôn. Ở đây, Motoscan kết nối với Motobox, máy ghi rất rõ. Rồi, đầu ra da dây Kalai chuẩn đoán. Chúng ta sẽ đi từng bước một để kết nối giữa can và bốc. Được không? Tiếp tục đầu còn lại của bốc chúng ta sẽ cắm vào rắc DC dây chẩn đoán Kalai. Xe này Tuấn sẽ không làm gì luôn. Và đồng thời sẽ nổ lại cho anh em một lần nữa để anh em có sự tự tin cao. Rồi, hoàn toàn ở đây chỉ có một mình Tuấn, không xử lý cái gì. Rồi, đêm nay cho tất cả anh em nào chốt con can và con bốc sẽ có một cái giá ưu đãi cực hấp dẫn cho cả nhà đêm nay luôn. Đặc biệt anh em Hà Nội thì Tuấn cầm ra luôn vào ngày mai. Can và bốc thì chúng ta là phải cần gì? Song kiếm hợp bích. Vợ và chồng là phải hợp ý. Nha. Gọi là đồng vợ đồng chồng gì là tát biển đông thì mới cạn gì đấy. Rồi, bốc sẽ nằm dưới thay cho vợ. Chúng ta là đàn ông sẽ nằm bên trên, gối đầu lên bốc. Nổ cả từng, bật khóa điện lên. Hai tay thì Tuấn ở đây. Thì vậy chúng ta phải vào kiểm tra ở cái phần này và chúng ta sẽ nạp cho nó một cái xem sao. Khi anh em có can và có bốc. Thời buổi này thợ chơi nhau rất nhiều, chúng ta phải lưu ý kết nối với xe Honda Net. Chúng ta bấm OK. OK, nhiều anh em lại nghĩ vào cái vấn đề này làm cái gì cho đau đầu, bởi vì nhiều anh em hồi giờ chưa có máy để sử dụng. Cái này là cái hướng dẫn anh em kết nối cổng Kalai. E là mát, K là chúng ta là cái dây đọc lỗi dây Kalai để đọc thông số nằm trong IC đấy. Và dây B này là dây 12V để nuôi cho thiết bị máy Motoscan. Cần có mát là E, B và 12V là xong để nuôi cái máy này. Còn dây này là dây đọc dữ liệu nằm trong con IC. Chúng ta cắm dây Kalai thì đương nhiên máy lên rồi, như thế này. Thì chúng ta bấm OK qua luôn, chứ không cần phải đọc, suy nghĩ nhiều ở vấn đề này, nó đau đầu. Chúng ta đang đứng ở vị trí Việt Nam, chơi Việt Nam luôn. Chúng ta sẽ chọn vào tương ứng dòng xe này là gì? A Black 20-22. Rồi OK anh em, hãy liên ốc và đồng thời liên hệ số điện thoại của Điền Tuấn ngay ở phút này sau cái buổi live stream để anh em đặt cái gì. Thì chúng ta sẽ gặp nhau vào đêm 19 tháng 3 tại tỉnh Nam Định. 19 tháng 3 nhé cả nhà. 10-12. Chúng ta không cần phải bận tâm đọc, không cần xóa, không cần khôi phục, bởi vì cái này ấy thì anh em có mặt đọc, xóa, khôi phục thì cũng vít. Chúng ta là một thợ xịn sò mà, bởi vì con này không chất lỗi trên NFV. Không cần phải đọc, không cần phải xóa, không cần phải khôi phục, thông số vít qua bên. Nếu gặp tình trạng này, chúng ta sẽ vào đây. Ở đây là kiểm tra AF thì không cần phải dùng Motobox. Ở đây chúng ta đang kiểm tra và chúng ta phải vào cái phần gì? Hiệu chỉnh AF. Xem có một người thợ nào chơi và can thiệp vào đây không? Chúng ta sẽ bấm gì? Kế tiếp, OK. Thì ở đây máy này nó hỏi rất kỹ này cho anh em thợ này, bởi vì nó viết không dấu, có nhiều anh em đọc không ra. Cái này vào cái phần này là phần gì? ECM tuning, thay đổi AF, đó là sửa chữa phần mềm, à, thao tác để tiết kiệm gì gì đấy. Hiểu nó sẽ là tuning là gì, tí nữa Tuấn sẽ giải thích. Bấm OK.
Máy này ra cái cảnh báo cho anh em rất nhiều. Sửa hụt ga, hao xăng chỉ khi là lỗi. ECU là con IC. Đấy. Cần hiểu tí về kỹ thuật. Kỹ thuật mà anh em là không hiểu thì anh em cứ inbox cho Thịnh Tuấn. Máy này nó bảo cần hiểu kỹ thuật. Máy lại báo cảnh báo kế tiếp: không tắt khóa điện hoặc ngắt kết nối khi bốc đang làm việc, à khi motocan đang làm việc. Sorry cả nhà. Chú ý ECM tuyệt đối không để mất kết nối, sẽ lỗi ECM không thể cứu lại. À, không cứu lại được thì anh em cứ gửi cho Thịnh Tuấn, Tuấn sẽ cứu lại. Cảm ơn cả nhà. Yên tâm đi. Chúng ta chơi tẹt bồ. Chú ý khi nạp ECM nó phải là cái mã V41, V42. Yêu cầu chọn đúng mã ECM. Phần mềm nạp sai sẽ lỗi ECM. Máy này nó báo kỹ lắm. Anh em yên tâm. Nó dặn dò kỹ lắm. Trước khi dùng nó dặn rất kỹ. Con này sẽ được mang ký hiệu KVG V41. Nhăn tay chốt. Máy này lại tiếp tục đưa ra cảnh báo. Đấy, ta cảnh báo liên tục, cảnh báo cho cả nhà. Đúng không ạ? Đấy, tiếp tục. Nếu không đúng SM, KVG V41 sẽ lỗi SM, nó cảnh báo liên tục. Đấy, nhớ nhá, nó cảnh báo liên tục. Ok, Hải Hoài. Thì anh em lại có vấn đề ở đây, chậm hiểu ở chỗ này này. Anh em phải chịu khó ở đây. Có nhiều anh em lại băn khoăn ở đây. Cái máy này nó yêu cầu là tắt máy, là tắt động cơ đấy. Có nghĩa là tắt động cơ thì anh em dễ hiểu hơn. Nhiều anh em cứ phân quân ở đây này. Thà cái máy này nó ghi là tắt động cơ, khóa điện on thì anh em dễ hiểu. Nhưng cái máy này nó đề là tắt máy, khóa điện on thì anh em lại chẳng hiểu gì cả. Thì cái này thì anh em tắt động cơ nhưng để khóa điện on, là động cơ không nổ máy ấy, thì khóa điện on thì máy này nó mới có điện chứ. Nhưng động cơ là phải tắt, là không nổ ấy. Là tắt động cơ đi. Rồi thì Tuấn hướng dẫn như vậy nó nôm na thế thôi. Còn mà chúng ta muốn phê hơn nữa ấy, thì đêm ngày mai ở Hà Nội và sáng 29 chúng ta tập trung tại Nam Định. Khóa học này tại khu vực phía Bắc, nếu không phê, tiền anh em đóng học phí bao nhiêu Tuấn hoàn tiền lại bấy nhiêu. Từ nồi niêu song chảo, từ tới tất cả hệ thống FI, cho tới khóa sở mất kỳ, anh em thích cái gì thì Tuấn sẽ demo cho anh em cái đấy luôn. Bấm OK. Cái máy này nó lại bảo yêu cầu kết nối motorbox và motoscan. OK. Đang làm việc. Tiếp tục thông tin này có phải là motorbox 2.0 không? Đó, hỏi kỹ lắm. OK. Rồi, ở đây anh em lưu ý thợ chơi nhau là chết ở chỗ này này. Thì lần này ra Bắc và đồng thời Tuấn sẽ hướng dẫn anh em tất cả những con xe nào can thiệp ở vấn đề này được. Để thợ chơi nhau thì anh em phải cảnh giác. Nếu anh em thợ tay nghề yếu chơi cái này thì anh em có mà thay xe thì nó mới hết bận. Cái này có hai hạng mục để anh em tăng giảm ở cái phím số 4 và số 6, qua trái qua phải. Trái là giảm, phải là tăng. Đây à. Ơi sorry cả nhà nha. Bé nhớ không mua kẹo nha. Rồi ok ok, cho xin phép livestream tí nhá. Ờ tí mua oxy, cảm ơn. Con đấy, con nó hối cái là run ngay, và sẽ để bồ nhanh hơn. Ở đây à. Chúng ta bấm phím số 4 nó sẽ là âm 2.
lưu ý thiếu xăng. Nếu có xe nào hao xăng thì chúng ta sẽ âm 1, âm 2 để tùy xem AF và tùy thêm cái cảm biến O2 có nằm trong cái giải từ 0,1 cho tới 0,90, 900 mV không. Nhiều anh em đọc cái chỗ cảm biến O2 anh em lại không hiểu. Anh em cứ hiểu là 0,1 cho tới khoảng 900 mV, nhưng nó phải dao động như thế nào? Dao động, cái từ dao động lên xuống nó nằm ở cái mức nào là ok, chứ không phải là O2 nó nằm trong cái giải khoảng 900 mV là ok đâu, chưa chắc nó sẽ hao xăng nhá. Nó phải có từ dao động. Phím số 4 giảm, số 6 nó sẽ là tương ứng là tăng. Đấy, nó tăng 4 ở đây thì anh em xử lý không kịp. Thì bây giờ Tuấn sẽ làm một cái cho nó nhanh. Chúng ta về mo đi cho sự an toàn. Zin của nhà sản xuất. Chúng ta sẽ chỉ cần bấm ok. Thì lúc này Motorscan đang hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí là gì ạ? Về 0. Cái này nó sẽ được can thiệp sâu vào trong phần mềm cho anh em luôn, là can thiệp trong con IC, anh em phải lưu ý nhá. Rồi, nãy chúng ta tăng 4 đấy, là chúng ta đang tăng tỷ lệ hòa khí cho nó giàu xăng ấy, nhạt xăng, giàu xăng. Thì bây giờ về xin cái xem con xe này có lừng khừng nữa không. Nó IC như mình xăng chế cơ vậy. Chúng ta chờ tới 100%. Tuấn cảm ơn gần 200 người đang xem live. Lâu quá mới gặp anh em. Tối nay là đêm cuối để ngày mai đi Hà Nội. Có bạn gì hay ở Hà Nội lại chia sẻ tiếp lên sóng cho cả nhà. Nhớ theo dõi trên cái Facebook Tuấn Thành Đạt. Còn tay ga thì Tuấn chỉ để làm ăn, bởi vì đang bị cấm like. Tay cả nhà đâu hết rồi ạ? Chốt cái cặp này không ạ? Máy Motorscan 7.0 len keng. Tặng cho combo tài liệu 3 món. Giảm 50% học phí. Đây, ok. Thông báo hiệu chỉnh AF cộng 0 thành công. Nhưng vấn đề kế tiếp làm cái gì? Cắt nó qua đây ở bên. Thì lúc này con IC đang ngủ, nó nằm trong cái giấc ngủ nồng say. Thì anh em phải làm gì? Chúng ta phải tắt khóa điện để reset nó cái đã. Tắt. Mở lên. Rồi, Tuấn sẽ đặt cam xuống. Nhanh tay inbox thì còn, chậm thì hết. Ok chưa nào? Chúng ta phải để nổ ga anti trong vòng khoảng 30 giây. Tuấn sẽ để bô nhanh thôi ạ, để cho anh em khỏi chờ lâu. Nẹt ga cái đá để xem nó thông thoáng, nó đốt hết, nó thải ra bô đi ạ. Cảm biến O2 là gì? Oxy là gì? Nó sẽ ngửi được oxy thừa hay là thiếu ở trong động cơ. Nó cạ yên đằng sau rồi ạ. Ok nhá, kéo ra tí nữa. Rồi, ga ti đang ngon đúng không? Chơi một cái này. Anh em chỉnh vít gió ga ti này không được đúng không? Tất cả do tay hoặc là xử lý chưa thành công. To này, vít ra luôn này, rút hết ra luôn này, phá mà. Rồi, ok. Popping cái đá mà. Ra chơi đi bôi. Ganti vẫn ngon này. Rồi, chúng ta kéo ga lên chơi một cái, kệ nó, báo lỗi kệ nó nhá. Thank you.
chưa? Rồi ra trước con. Chê các bạn ra, kéo các bạn ra chút nha. Rồi bỏ điện thoại đi, không bể điện thoại đó đi. Rồi con ra trước kìa. Đừng kéo hết quần xuống nha, nhẹ nhàng thôi. Ok. Cậu bé hai cha con đúng không ạ? Rồi ok, con đứng đó đi. Rồi, con cầm lên. Con cầm lên một chút xíu cho khỏi ướt quần là được rồi. Đây là review cho anh em không sợ chơi nhá. Rồi, xem nó bị mất garanti không, được chưa? Đang nổ máy, rút cái này ra chết máy đúng không? Rồi, đây ạ. Thì cuối cùng ở đây nó chỉ còn cái họng ga bằng nhôm thôi, bởi vì chúng ta rút ra hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đơn giản kệ nó, cái lỗi trên này không thấm là bao nhiêu hết. Lỗi không quan trọng. Lỗi này nó đơn giản mà. Rồi, chuyến này hết khả năng ở tại khu vực ở miền Bắc. Chơi để bô tất cả những con xe bị ban gì thì anh em hãy lấy bút ghi lại. Tôi sẽ chốt con xe này bị cái gì hay bị ở đoạn nào và xử lý như thế nào. Thì anh em phải lấy cái bút lưu ý lại cho Địch Tuấn, khoanh vùng lại nhá. Và kể cả động cơ luôn. Xong, bây giờ gắn cái jack kim full này lại. Còn học ba cái lý thuyết vẹt để hiểu mấy cái này thì quá tầm thường. Trên những con cảm biến này, Tuấn sẽ chỉ cho anh em những cái lý thuyết bắt bận những con cảm biến này sống và chết. Nó phải tuyệt đối chính xác cho tới 99,9%. Xong, đóng cái vít gió này lại. Đúng không? Rồi, cái này gọi là van cầm chừng 12V IC Smart TBS. Cái này cần có nguồn 5V vào mát, dây còn lại tín hiệu. Khi gốc mở bấm ga là không, điện áp phải trên cái giải 200mV. Lên hết ga nó sẽ là hơn 4V. Gốc mở bấm ga trên 70 độ thì con TBS này thành công. Rồi, đơn giản. Xong, mở cái này tính sau để xem con xe này mất garanti không. Chưa cần khôi phục luôn. Rút máy qua một bên. Nổ máy. Rồi. Rồi, ra ghế kia ngồi đi. Ra ghế kia ngồi chút, thấy không? Rồi ok, đang nổ máy đúng không? Chơi để bô luôn. Rồi tắt khóa điện. Mở lên thì đương nhiên sẽ hết lỗi, bởi vì chúng ta cắm hết những con cảm biến vào rồi. Chia sẻ lên một đủ 100 người chia sẻ được không ạ? Ok, chia sẻ 100 nhóm lên. Chỉ cần một anh em chia sẻ 5 nhóm thôi, 10 người sẽ là 50 nhóm, 100 người ở đây sẽ là rất nhiều nhóm. Để ngày mai ủng hộ Tuấn lên đường cho nó thuận buồm và xuôi gió. Có nhiều xe xóa lỗi vệ sinh mà vẫn không có garanti, chỉ được 1.400, 1.500 thôi ăn là sao. Thôi 1.500, 1.600, 1.700 là được rồi. Không bao giờ để rớt xuống 1.400 là được. Riêng những cái dòng xe này không được trang bị bộ ba cảm biến, trên 1.500 cho tới 1.600 là đẹp. Rồi, garanti này to này. Đó, nổ xin xin quay bánh xe này. Rồi, cho nhỏ lại chút đi. Rồi, đẹp rồi đấy. Rồi, tạm tạm vậy là thấy ok rồi.
không có Alichi Top này, gặp anh em tại Hà Nội có bao nhiêu cái bài để Alichi Top để hoạt động đơn giản hơn là vá xăm xe. Nếu mà xe nào có Alichi Top có bao nhiêu chức năng nhiệm vụ để cái đèn Alichi Top sáng và đồng thời ngừng động cơ 3S khi chúng ta nhả ga về trạng thái tự động đứng xe. Alichi Top anh em đừng có lo, bởi vì nó rất cực kỳ là đơn giản. Rồi, xong, chúng ta nhẹ nhàng làm cho nó đủ bài bản. Bây giờ thì không cần con bốc nữa. Anh em nào chốt nhanh cái cặp này thì comment inbox nhanh, không lại hết. Đấy, và anh em nào có thời gian thì anh em độ một cái rắc như thế này thì chúng ta kết nối với tất cả con xe ở trên Việt Nam, cắm một cái là anh nghe. Đây, đây gọi là rắc thần thánh. Máy đẹp xịn sò thế này, inbox nha. Nhanh lên Tuấn, giảm cho cái gì hơi bị play cho cả nhà luôn. Chúng ta sẽ vào gì kế tiếp, kết nối với xe Honda Net OK Việt Nam Avalanche biên bản 2010-2012. Anh em chốt nhanh, chúng ta sẽ vào gì đọc. Rồi, ở đây sẽ cho anh em biết cái lỗi số 8 là cái lỗi 8/1, là đồng thời lỗi TPS. Lỗi số 2 IAT có hai lỗi 2/2. Nhưng tất cả ở đây anh em phải hiểu nó chỉ là chất cái lỗi quá khứ. Quá khứ bởi vì ở trên đèn y hiện tại không xuất hiện lỗi, thì đương nhiên đây nó sẽ là cái lỗi quá khứ. Và vừa rồi anh em thợ nào đang nổ máy rút ra đấy, ông Tuấn gì đấy, xe đang nổ máy rút ra tự nhiên thành cái lỗi quá khứ. Quá khứ là ngày xưa chúng ta yêu một người nào và hiện tại sống với hiện tại với vợ, vợ hiện tại là cái lỗi. Lỗi gì ạ? Lỗi hiện hành. Còn cái này là mối tình ngày xưa yêu nhưng không hợp, chúng ta đã chia tay nhưng lâu ngày vẫn mộng mơ nhớ về cô ấy, đó là cái lỗi quá khứ ngày xưa. Thoát ra, no, chúng ta xóa bỏ cô ấy. Đang làm việc vui lòng đợi. Mã lỗi đã được xóa, OK. Chưa đủ, chúng ta phải khôi phục lại IC, là bộ điều khiển trung tâm, là bộ não của chúng ta. Khôi phục. OK, đang làm việc. IC đã được khôi phục lại dữ liệu không? Thì lúc này chúng ta ngắt kết nối để nổ galanti, là tắt khóa điện đi và mở lại. Sẽ làm cho cả nhà xem luôn. Rồi, nổ galanti. Nhưng ở đây đang review cho anh em nên không cần nổ. Kế tiếp, chúng ta sẽ vào gì? Thông số hiện hành. Thông số. Nhưng anh em phải lưu ý, không có motorbox, chúng ta chỉ có ở đây đổ về thôi. Kiểm tra được AF. Còn có motorbox thì chúng ta mới hiệu chỉnh được AF, nạp lại phần mềm, hiệu chỉnh chuẩn oleo và thông tin của IC. Còn anh em nào không có motorbox này thì chúng ta chỉ có làm được ở cái vấn đề kiểm tra AF đổ đi về trước. 1. Thông số 2, 3, 4, 5, 5 hạng mục. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc từ trên xuống dưới là đọc, xóa, khôi phục thông số và AF hết khi sử dụng đơn lập con motorcycle. Rồi, thông số. Thì nhiều anh em đơn giản cái này ấy, thì nó ở đây nó có để chữ T này, để sao này. Cái này thì anh em phải đọc là nhiệt độ. Ở sau có C nữa, C quy đổi ra chúng ta là nhiệt độ. Dễ hiểu mà, nhiều anh em lại không hiểu. Thì nhiệt độ động cơ thế sẽ là gì? Quy đổi ra giá trị điện áp. Ở đây nó tính là millivolt.
1111 mV, thì 1000 mV thì chúng ta sẽ tính ra nó sẽ là 1V. Chúng ta chỉ cần đọc nó là 1V. Tiếp tục, nhiệt độ khí nạp tương xứng như nhiệt độ động cơ, nhưng con này sẽ không bao giờ nóng bằng con cảm biến nhiệt được. Bởi vì cái này chúng ta chỉ nghĩ nôm na nó sẽ ngang với nhiệt độ môi trường. Con này khi nào mà nóng lắm thì nó lên khoảng 55 cho tới 60 độ C ở mùa hè. Nóng nực ở đường nhựa bốc hơi và đồng thời động cơ. Lên thì con này cao lắm khoảng 60 độ C. Còn trung bình nó chỉ là khoảng 45 tùy theo ở thời tiết môi trường chúng ta. Thì đương nhiên con này 35 độ C thì đương nhiên điện áp nó sẽ là 2V3. Chúng ta lưu ý, đọc nhiều anh em có thể không biết thì chúng ta hãy đọc là 2398 mV, sẽ là 2V3. Thì đương nhiên 4 hàng 2 cặp này chuẩn, không cần chỉnh, vứt nó qua một bên. Tí nữa lưu ý lại động cơ có qua 100 độ hay không, nếu xe này đang dùng cái nước. Cứ bấm lên bấm xuống, bấm lên bấm xuống này nó hoa mắt nha anh em. Sau nít xuống. Cái con xe này ấy, nó không có cảm biến MAB là áp suất cổ hút thì chúng ta bỏ qua, đừng có NA là cái gì, bận tâm cái gì, cái NA không có quăng bỏ đi một bên. Tiếp tục gấp mở bơm ga là không. Điện áp cho phép anh em trên 200 mV cho tới khoảng 600 mV ở gấp mở bơm ga không không. Nếu con này điện áp quá cao khi các anh em kéo TBS thì nổ ganti sẽ không ngon. Còn dưới giải 200 sẽ chất cho anh em cái lỗi số 8. Khóa học tại Nam Định cho anh em là ngày 29 tháng 3. Hai ngày nữa Tuấn chào đón anh em tại tỉnh Nam Định. Chia sẻ luôn. Ở đây là cái dòng tua máy. Cái này khi nào ok Tuấn sẽ chỉ sâu hơn. Còn bây giờ Tuấn chỉ biết là cái dòng tua máy góc thấm lửa thời gian full acquy. O2 chưa nổ máy, nó đang là 3822 mV, chúng ta chỉ đọc nó là 3V8. ECM 0,998 bởi vì O2 phải nằm trong giải thì thằng này nó mới tối ưu. Hệ số môi trường này khỏi cần quan tâm, tốc độ xe xe nào có thì quan tâm, không có thì thôi. Bơm xăng nổ máy sẽ on, chống phụ gạt lên off, trạng thái khởi động ok, nó sẽ on off. Rồi mới này cũng bỏ, đừng quan tâm. Quan tâm trên con xe có bao nhiêu còn cảm biến. Con này chỉ có IAT, TBS và cảm biến nhiệt độ và thời gian full và O2. Làm con xe chúng ta phải biết khoanh vùng lại trên con xe có bao nhiêu cảm biến quan trọng, chứ không cần phải đọc hết cái máy, há cả mồm ra lại tín hiệu IACV, NA là cái gì, rồi PISU là cái gì, kệ nó. Rồi tín hiệu PCU là cái gì, kệ nó. Hiểu trên xe có bao nhiêu cảm biến là kết thúc con xe này, chứ không phải đọc phải hết cái máy này. Lại tín hiệu EPAPO là cái gì, ta đang họp, kệ nó, con xe này có EPAPO đâu, vứt qua một bên. Sao bây giờ sẽ nổ máy cho cả nhà xem. Lưu ý nhìn vào đây là ok này, anh em chờ một giây lát. Tôi muốn cao chứ rồi. Ôi sao lại khui cái đó ra. Thế cái đó thì không bể. Sao? Khui đâu? Lấy áo cưng. Lấy áo á. Cái quan trọng anh em phải nhìn vào cái con cảm biến OC2 này, nó ngửi và đồng thời cái oxy ở trong động cơ có đốt hết hay là đốt thừa. Đốt hết cũng có vấn đề, không đốt hết cái oxy ở trong động cơ ra, nó thải ra cũng có vấn đề. Đấy nhá, anh em phải nhìn vào đây này, chứ không phải là nó nằm trong giải, nó nằm ở khoảng 900, 800, 700
hoặc là nằm ở trong cái giải là bao nhiêu, 115mV hoặc là 19mV hoặc là 200mV đã ok. Chúng ta phải biết nhìn vào trong này đâu là đúng đâu là sai, được chưa? O2 nằm trong giải thì lúc này SM nó mới tối ưu. U hay cái gì thì gặp anh em ở Hà Nội nó sẽ biết là U bao nhiêu. Ok, Tuấn chỉ hướng dẫn được như thế này là hết bài rồi. Nhiệt tình ở trên cái livestream này. Và cái hay, cái thằng Motosiken Châu Bò 7.0, gọi là thằng này gọi là thằng Châu Bò, nó bền lắm. Nó gọi là nồi đồng mà cối đá, nó gọi là từ Châu Bò. Anh em thấy như con bò nó đi, con trâu nó đi cày không? Thằng này gọi là thằng Châu Bò. Bền cực. Nồi đồng cối đá trâu, năm nay là con trâu đi cày tẹt kim. AF ở đây anh em có đọc được không ạ? Tỷ lệ hòa hòa khí AF, nhạt độc, nhạt độc tùy theo chúng ta thích thì chúng ta chỉnh. Đấy. Còn nếu mà kim phun nó đái thì ở Việt Nam này không có ông nào chỉnh được đâu. Anh em phải lưu ý, không có ông nào nói tài được khi một con kim phun nó bị đái thì không bao giờ chỉnh được đâu. Đấy. Còn bình thường nó ok hết, anh em muốn nó nhạt, muốn nó đậm tì. Rồi, 14.7/1. Rồi, hẹn anh em con vết 3 vào ngày 19 tháng 3 luôn. Có nhiều anh em chẳng đọc được cái này. Tại sao con này âm tới 4, âm tới 15% hoặc là dương lên. Anh em phải hiểu rằng thế nào là âm, thế nào là dương. Còn là dương ấy, âm ấy, trừ ấy, 4-6% vác con xe trong hết ra nó vẫn là trừ 4-5% khi ECM đang điều chỉnh. Thì chỉ nôm na thôi nhá, còn anh em nào muốn phê thì gặp Hà Nội. Bây giờ chỉ mà tại sao trừ 5 và như thế nào nó hết bài mất. Nhá, ok. Muốn nó âm nữa không ạ? Muốn nó trừ nữa không ạ? Muốn nó trừ tới 20 cơ, bình thường. Ok không? Đó. Bây giờ anh em có muốn nó tăng lên không ạ? Bình thường hết. Không có cái gì cả. Đó, nó đang âm trừ tới 8 rồi đó. Cái này bữa nào ra để bô với anh em nghịch cho nó vui. Đấy, lại lên lại rồi. Nhiều đó là hết bài rồi anh còn nhiều bài lắm, em thấy không, nhiều bài đây đó, cho nó nhảy nó lại âm này. Ưng muốn nó làm cái gì nó làm. Đấy, quan trọng chúng ta tha hồ chúng nó nghịch. Đấy, nó lại 8-7 đúng không? Ưng nó lại về không cho nó 7 thôi. Nó lại 14 đúng không ạ? Đấy, nó lại 8. Anh em muốn nó về bao nhiêu? Muốn về bao nhiêu thì gặp anh em ở Hà Nội và Nam Định nhá. Thôi, từ bấy vui quá. Cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành và chia sẻ. Cái live đêm nay rất đông và rất vui. Tuấn nói rất to bởi vì sau có cái quạt và có con nhỏ đang chơi game nên nói to để cho cả nhà dễ nghe. Do nói to và nói nhỏ nó có hai từ khác nhau. Một là cái micro điện thoại của anh em nó bị hư thì mình phải nói to,
Còn cái micro điện thoại của anh em ok đấy. Mua con máy xịn sò thì cái này Toán đang like, anh em nghe anh em phải giảm volume ạ, bởi vì nó rất to. Đấy, còn cái điện thoại mà nó cũ rồi thì Tuấn nói to nhưng điện thoại anh em nghe nó rất nhỏ, bởi vì quá lâu rồi nó y xì một con máy và con người chúng ta vậy thôi. Đây, buổi tối nay Tuấn live stream thì ngày mai nó sẽ lên đường, thì anh em chúc cho thì Tuấn thuận buồm xuôi gió đi. Chiều mai gặp tất cả anh em khu vực Hà Nội, chúng ta sẽ làm cái gì liên hoan. Tuấn sẽ mang cái máy bóc này đi theo, còn máy kia đã ship hết đi Nam Định rồi, ngày mai sẽ mang theo con motorcycle top. Chúng ta sẽ có khoảng 1 đến 2 tiếng ở tại Hà Nội để chúng ta giao lưu những con xe Vespa, Vespa gì đấy, anh em cứ lôi hết ra, SH ý gì cũng được. Giờ đây không có Vespa đâu, nhưng Vespa chơi được, anh em cứ yên tâm. Rồi, Mio 23V gì, Liberty, Vespa đồ, hoặc là MN04 gì đấy, chơi được. Rồi sau tiếp tục chúng ta sẽ chơi những đề từ động cơ đồ rõ cọc cọc, nồi chạy yếu thì chạy chơi đề bộ. Xe phô xăng điện tử anh em tập trung đánh cho thì Tuấn vài cái ban nặng đô vào để cho Tuấn ra Tuấn gỡ. Rồi tất cả anh em hãy gọi điện thoại cho thì Tuấn luôn. Ở trên line này nó rất đông, có thể Tuấn tí nó phải kéo lại. Con này sản phẩm mới ra đầu tay, nó rất nhiều dây, có anh em nào chốt không? Nó thêm chức năng cho cả nhà. Nó sẽ là một con màu đen xịn sò. Anh em nào chốt không ạ? Con này chắc thì Tuấn sẽ mang ra ngoài Bắc, sẽ có anh em chốt đầu tiên. Con này sẽ có nhiều rắc hơn, nhiều chức năng hơn để chúng ta demo chơi quả chơi lớn. Màu đen. Con này sẽ là bốc đơn lập, không chung chạ với ai, nó sẽ làm đơn lập một mình nó, đánh giải quyết hết tất cả những con xe phụ sản điện tử. Cái gì cũng bốc được. Để kiểm tra, anh em nào cảm thấy chơi demo thì chúng ta chơi cái bộ này, nó mới gọi là mang lại cái sự đẳng cấp xịn sò. Hỗ trợ thì anh em yên tâm, có Đình Tuấn ở phía sau. Còn anh em nào ít bác thì chúng ta demo cái con này cho nó nhẹ nhẹ, cũng làm được vài chức năng. Nguyễn Hải Minh đẹp hả? Che tay thì Tuấn còn một con này duy nhất mới ra lò, thêm được nhiều giày. Nó được mang con màu đen xịn sò cho cả nhà. Hết khả năng trên con xe này. Đồ chơi này để mang ra Hà Nội để chơi, chứ bây giờ anh em chốt giá thì cũng chưa bán được, phải vài ngày sau mới bán được nhá. Con này phải mang ra Hà Nội với chuyến bay vào ngày mai. Và con motorcycle, motorbox và con motorcycle top, ngày mai nó sẽ bay cùng chuyến bay luôn để gặp nhau vào chiều mai tại Hà Nội. Rồi, và một con alo để ngày mai tới sân bay Nội Bài, vào trưa mai gọi anh em ra đón. Alo này thì nó tiếng Anh với tiếng Việt, có cái gì đâu, ra chỉ anh em gõ cốc cốc để chúng ta tái sử dụng reset FOV loại 3 nút nhấn, và đồng thời làm chip Piaggio Vespa trong vòng chỉ tích tắc, lấy tiền trên con alo. Ngày mai đón em nhé anh trai, khoảng trưa mai tại sân bay Nội Bài. Rất đa năng là sao? Bố trẻ con cần gì phải đa năng? Cứ ra gặp Điền Tuấn đi, đa năng cái gì, chuyện nhỏ. Xong khóa học ở Nam Định này ấy, mà ở anh em khu vực Hà Nội có nhu cầu làm luôn ở Hà Nội rồi mới về Bình Định. Được không ạ? Nếu mà khóa học này ở Nam Định ok, ở Hà Nội anh em có nhu cầu, Tuấn di chuyển đồ từ Nam Định về Hà Nội, chúng ta làm một cái luôn. Sẽ xem anh em coi mới có xe phụ xăng điện tử này nó có rẻ như thế nào, để anh em coi những xe phụ xăng điện tử này những nơi khác đào tạo anh em thế nào. Những anh em ở trong tay cầm những cái bằng, những cái chứng chỉ nghe nó ghê lắm. Thì tất cả anh em nào có bằng chứng chỉ đào tạo ở nơi khác, anh em cầm đi theo luôn để làm kỷ niệm. Thì để Tuấn biết anh em học ở đâu rồi, Tuấn biết đường Tuấn dạy. Không, nhiều lúc lại dạy sai với thầy đó thì sao nhá. Còn phụ xăng điện tử ở đây, đề từ để yết hóa, anh em chơi tẹt kim,
chuyến này ở Hà Nội khác với 2019 rồi. Thôi, clip đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em ngày mai thứ bảy cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Ngày mai Tuấn bay vào cuối tuần, giá hơi bị chát. Ngày mai thứ bảy bay cuối tuần, giá nó chát hơn ngày thường nhiều lắm anh em ạ. Nhưng không sao, chúng ta vui đến với nhau, quan trọng gì giá máy bay có chát hay là không. Đêm mai anh em nào ở khu vực Hà Nội, chúng ta cùng nhau liên hệ vào trong một cái chỗ nào đấy, khuấy động một tí nhá. Lâu lắm mới gặp, có duyên thì chúng ta mới gặp à, duyên đến thì ắt sẽ gặp, duyên không đến thì sẽ không bao giờ được gặp. Rồi, xin chào. Giờ về nhà xếp đồ. Mang hai cái áo này ra Hà Nội cho nó bảo vệ cái long thể ngoài Hà Nội nghe đang lặng. Đang bị chói ánh đèn đúng không? Quay vào đây chút. Rồi, ok. Xin chào. Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Một tiếng rồi à? Trời ơi, một tiếng 17 phút luôn. Lâu quá không like, hôm nay sung sức. À, lâu quá không được like, hôm nay like sung sức. Một tiếng là 1 giờ 17 phút. Ơi, xin chào anh Cali xe máy. Chúc bình an, ăn lượm được đi xe chưa? Anh em yên tâm đi, xe ở Nam Định không có, thiếu xe, Tuấn thuê luôn cho anh em vọc. Tiếp tục chào đón anh em khu vực Hà Nội nhá, sau khóa Nam Định. Cái gì? Cái gì bố trẻ con em mới nghe ít ăn à? Tại lúc được, lúc không. Rồi. Đi xe nổ ngon không? Đi xe tháo xe ra bán ngon làm nhà anh Cali. Chúc anh luôn luôn thành công. Rồi xin chào anh. Bye bye. Đang tét ok mà tét chí rồi tét rồi. Lập vào lấy tiền đi. Mai lấy 1.8 triệu đấy. Bữa nào em ra Quảng Trị thì anh em mình cà phê nhá. Rồi xin chào.